Vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 9, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Phía Việt Nam đón Tổng thống Joe Biden và đoàn Hoa Kỳ tại sân bay quốc tế Nội Bài có Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng. Theo lịch trình, Tổng thống Joe Biden và đoàn tháp tùng sẽ di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài về thẳng phủ Chủ tịch để dự lễ đón chính thức. Sau lễ đón chính thức tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm. Theo chương trình trong chuyến thăm này, ngoài cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp, hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tham dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ cùng một số hoạt động khác.